Đức thầy đó nói để đến lúc ăn năn chẳng kịp là lúc nào? Lúc này nè, mà nhiều cái nạn như vậy lắm chứ không phải một cái nạn tôi đọc này thôi nghe. Nhưng mà đọc đây á, cho bà con một cái nạn này rồi bao nhiêu cái nạn khác cũng như vậy nè, là tới đó là mình hết đường chối cãi, hết đường chống cự, hết đường chạy chọt chỗ nào hết. Đây, ông nói nè: sắp đến lúc đất trời gầm chuyển, nhân vật thay non biến đổi dời. Hết rồi. Thấy người chết tở bèo trôi, trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên. Yêu ma chúng kêu tên kêu họ, kẻ lầm vào bỏ mạng ngay. Cớp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ mà gấp nhai người đời. Thấy khúc này thấy nói nghe ớn lạnh chưa? Đó là để tôi chia sẻ với bà con chút này, tôi biết cái gì tôi chia sẻ nấy, còn câu nào tôi không biết tôi không có chia sẻ. Mà cái nào biết mới dám nói, cái là không biết là không dám chia sẻ, không dám nói. Cái này theo ý tôi biết là chia sẻ. Sắp đến lúc đất trời gầm chuyển. Đất trời gầm chuyển là gì? Là sắp cái đến lúc đó, lúc cái chừng đó đón đường nó bắt ra mới tin. Ông Phật thầy nói rồi bây giờ mới có. Thì nó phải mình hồi trước mình nghe lời thầy, mình biết vậy, mình nghe tin là thầy là Phật, mình tu quá, bây giờ mình đâu bị cảnh này thì nó muộn rồi. Bởi vậy thầy có nói để đến việc ăn năn đã muộn. Thấy không, thầy nói trước gần hết trơn rồi mà mình không tin thì mình không tu, mình ráng chịu. Tới trên đó thì gian lưng mà chịu thôi. Chứ đón đường nó biết mình tin thì mình hết cái người quay nổi rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thân ái kính chào tất cả các cô bác, anh chị em đồng đạo lớn nhỏ trong nước và ngoài nước thân mến. Hôm nay được hữu duyên gặp chú Quốc Tạo đây, thì chú cũng kêu chia sẻ qua những cái đạo điều Phật pháp. Rồi trước khi vô thì có hỏi nghe cái mạng trước đó, em kể về cái đợt dịch bệnh chiến tranh, rồi có người mà chiến tranh rồi xảy ra cái chuyện đói khó như vậy đó. Rồi trong giảng của Đức Phật và Đức Thầy có chỗ nào mà chia sớt qua cái có dạy chỗ nào mà để trừ những cái tu cách nào để mà trừ, phương pháp nào để trừ cái chiến tranh, cái khổ nạn, cái đói đau, cái khổ sở bệnh tật không? Thì xin thật với chú Thành, với bà con đồng đạo trong nước ngoài nước xa gần thân mến, thì thầy có dạy nhiều lắm, chia sẻ vào chỗ này. Và chỉ như là cách thức mình làm phước, mình cúng lại, mình ăn chay niệm Phật làm lành, kêu mình khuyến tấn mình làm lành lánh dữ, rồi dạy mình cái phương pháp niệm Phật và làm nhân ái nữa. Mà ngài nói là làm nhân ái thì ắt tiêu bệnh tật đó. Rồi là ngài cũng có cái phương pháp để dạy cho mình trừ, nếu mình tu hành đi thì mình trừ được cái dịch bệnh, tai nạn, ốm đau, đói khổ. Mà nếu mình không tu thì mình không có tu rồi không có phước đức, không có làm lành thì phước đức ít, thành ra không có chống chịu những cái tai nạn đó. Thành ra ngài mới dạy mình cái phương pháp để trừ cái ốm đau, cái dịch bệnh, chiến tranh, có đi sau này á, chiến tranh rồi nó xảy ra cái chuyện đói khó, rồi mùa màng thất đói đau không thuốc nữa. Nó đủ thứ tai nạn hết trơn mà con. Lớp nào mà cá tới ăn thịt mình luôn đó. Đó. Như Đức Phật Thầy An có kể qua chỗ đó. Bên sông trước có nhiều loại cá. Cá nhiều con. Lớn quá dị kỳ. Đường dàm nao sao lại khó đi. Thứ cá lớn nó nuốt người không bảo. Đó. Đến là chừng đó đó. Hung hăng nó nuốt ráo. Rồi cá cù lao sụp hết âm y. Đó. Rồi cửa mặt dưng sao lại khó đi. Sao Phật lập tiểu tràng an giải đạo, rồi trong hang tra đóng đồn tra khảo, ghe nối đuôi tới láng ông tà, từ mặt dân mà ghe nối đuôi tới láng ông tà. Thương dân sanh kẻ khóc người la, chừng đó mới bỏ ghe lội bộ, thương con nít càng lao càng khổ, mẹ khóc con nước mắt rưng rưng,
rồi trên trên năm gian lửa cháy tưng bừng. Thương thầy chú cậu cô ông hết, là cái những người không tu đó, tối ngày là lo làm ăn với lo đi là chơi hay là mần ăn chuyện này chuyện kia lớn lao, nhưng mà không có nghĩ về cái tu hành, không biết tu, nói cái chuyện tu người ta không có ưa, không có thích, rồi nói giảng mà đọc giảng gần ta thì là người ta cũng không thích nữa, nghe ta đi chỗ khác, nói đọc giảng nghe nhức đầu lắm, thấy không? Đó là những người không có duyên với Phật, thành ra nghe những lời lẽ của Phật mà không có thấm lý, rồi người ta lại là không có nghe, rồi ta nói lại sao nghe giảng nhức đầu à, ca hát thì ta chịu nhưng mà nói gì giảng thì ta nhức đầu, đó là cái người thiếu căn duyên với Phật, thành ra mới có tình trạng đó. Chứ mình mà có duyên với Phật, mình nghe giảng mà mình thấy hiểu biết, biết là ổng chỉ vậy phải vậy hay, rồi mình muốn cho khỏi khổ thì mình nghe lời ổng, thì đó có duyên với Phật, rồi tu theo giáo lý của Ngài, đó là người có căn duyên nhiều kiếp với Ngài rồi. Nhiều khi kiếp trước Ngài tu, nhưng mà mình cũng có đó, nhưng mà thấy ổng tu mình không có tu, nhưng mà thấy ổng ngồi đó là sợ ổng đói rồi bẻ trái cây, mới trái cây gì lại cho ổng, đó là cũng có nhân duyên với Ngài nữa đó. Rồi Ngài mới nói là Ngài xuống đây là để thù đáp cho những linh hồn, để trợ duyên nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Thế nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta mới quá hiện ra đời cứu giúp chúng sanh. Thành ra Ngài mới có cái căn duyên đó. Thành ra Ngài hôm nay có thời kỳ chót Ngài mới xuống đây để mà quá độ chúng sanh, để thù đáp cho những linh hồn đó đó, cho những chúng sanh đó. Thành thử ra tắt chút đi, tắt chút đi. Đức thầy cũng có kể lại, chỉ dạy cho mình hiểu biết cái phương pháp mà đức thầy cũng nói nhiều chỗ lắm, nhưng mà mình chỉ dắt tắt nó một hai chỗ thôi. Là thầy nói như ông ba, ông sư giải Băng Hoài, ông nói niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình độ khang. Niệm Phật tật bệnh tiêu tan, như xương tan nát như hòn nước trong. Đó, mình là cứ làm lành đến giữ ăn chay, niệm Phật làm lành tu hành đi, rồi làm những cái chuyện gì ích lợi xã hội, vừa làm ăn mà vừa làm cái lượng lợi lạc xã hội. Đó là cái người mình tu hành biết thương người, biết làm phước. Đó, còn cái người nào không biết làm phước thì cái tai nạn chiến tranh nè, dịch bệnh nè, đói khó nè, chiến tranh thì phải có đói khó nó đi theo sau lưng đó. Chiến tranh rồi đói khó, đói khổ nữa. Mà đức thầy cũng nói là 5 năm lục ngoạc cơ hàng khử, 5 năm lục ngoạc và 6 tháng, 5 năm 6 tháng cơ hàng. Rồi ông nói 5 năm 6 tháng cơ hàng, quỷ dương náo loạn nào ăn thế trận, chỗ nào nó cũng muốn giành, thảm xương tàn quốc 10 phần còn 2. Đó. Tây phiên cũng có chạy dài, chương dương nó tính ta nay mai cũng đầu. Đó. Mà thầy có dạy cho mình là niệm Phật đi thì cái tai nạn gì cũng được qua, mà phải niệm thành tâm mới được nghe. Cái niệm lơ là Phật không có chứng vào đâu. Phải thành tâm niệm Phật, thành tâm làm lành, thành tâm làm những chuyện thiện, chuyện lành, chuyện có phước đức. Đó, rồi cái chỗ khác thầy được đức thầy dạy. Đức thầy dạy cái chỗ khác. Thầy nói là sao quên nữa rồi. Đức thầy có chỉ cho mình đó là cái câu cứ chữ lục tự trì tâm bất diễn thì lâm nguy có kẻ của mình. Đó là mình cứ niệm Phật làm lành đi, rồi đó là đường thì bậc thường xuyên thường ngày niệm Phật. Quan ngài chỉ dạy là ăn cơm niệm Phật, nuốt vào uống nước niệm Phật, chỗ nào cũng tu. Đó, rồi ngài rốt cùng rồi ngài nói đó, trần ngài dạy phương pháp này là phương pháp tuyệt vời luôn, độc đáo đó. Là ngài nói là trần gian khói lửa giới đao binh. Ngài biết sau này chúng sanh mình sẽ trả cái quả dữ lắm. Người nào làm hung dữ nhiều thì sẽ trả nhiều sau này. Chiến tranh để giết người ta bây giờ phải có cơ hội để gây ra chiến tranh để rồi mà đền ơn là đền trả cái mạng lại cho ta. Đó. Mà trong nhân quả lực á có nói à. Mà Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni có nói trong cái là kinh nhân quả lực. Ngài nói chúng sanh nào gây cái tội lỗi mà ác sát 1.000 người thì phải đào thai lên để cho ta sát lại một bao trừ, chặt người ta một dao thì phải đào thai lên cho ta chặt một dao là trừ, đâm ta một chĩa thì nữa không phải đào thai đâm ta lại, ta đâm lại, đó là cái nhân quả phải trả.
thành ra biết chúng sanh mình đó, nhiều cái nhân quả trả gì chiến tranh gì dịch bệnh gì tai nạn gì cái nghiệp báo đó kiếp trước đây bây giờ phải trả. Thành ra ngài dạy mình tu, nếu mà cải sửa tâm tánh ăn chay niệm Phật tu hành rồi thì ngài dạy thêm cái phương pháp này nữa cho mình là trừ luôn cái nạn, bất cứ cái nạn gì cũng qua khỏi hết. Mà ngài nói những câu là trần gian khói lửa giới đau binh, nó biết với thế gian chú này khói lửa đau binh dữ lắm, bệnh hoạn rồi chiến tranh rồi đói khổ rồi dịch bệnh đủ thứ, rồi nào là hùm sa sáu bắc nữa. Thành ra cái tai nạn đại dễ đi, thành ra mày mấy là chư Phật, chư là đông là nhiều, chư Phật hiển bài ra phép hiển linh, chư Phật hiển bài ra phép hiển linh, chư Phật mới bài ra cái phép hiển linh. Hiển linh là phép gì? Rồi đọc tới cứu khổ Nam Mô vô lượng phước, cứu khổ Nam Mô, tức là cái câu Nam Mô A Di Đà Phật là câu đó là câu cứu khổ. Đó, mình niệm thường ngày, thường bữa, niệm hoài, lúc nào mình cũng thường niệm Phật đi. Thì tới chừng tai nạn rồi, ha, là cái nghiệp quả mình đã đến rồi, là mình là người tu hành. Thì Phật thấy mình là người đã tu hành rồi, nhưng mà cái nghiệp quả hồi trước sát người ta bây giờ ta sát lại rồi, là hồi trước mà có quánh người ta bây giờ người ta quánh lại. Rồi nhiều cái chuyện mà cái nghiệp ác của mình nó bây giờ nó mới trở lại nó đòi mình. Thì bây giờ mình niệm Phật đi. Thì niệm một tiếng thành tâm thôi. Nam Mô là Phật mà không nghĩ chuyện gì khác, chỉ nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật thôi, buông bỏ hết, nhưng lòng mình không tưởng nhớ gì hết. Tức là một câu mình niệm Phật thanh tịnh thì có chư thần chư Phật tới liền. Chỉ là một niệm trọn lành thì là được Phật thân hành đến nơi. Gặp tai nạn đi, rồi bất cứ tai nạn gì, dịch bệnh, chiến tranh hay là bão lụt, thiên tai, địa ách gì, cọp beo, hùm gấu gì, tha, sợ nó chạy tới rồi nó giật mình, nó ăn mình. Thì tới đó mình chắp tay rồi niệm Nam Mô là Phật, một câu Nam Mô là Phật mà thành tâm rồi đó, cũng được Phật thân hành đến nơi đấy. Và chư thần thân hành đến nơi cũng cứu mình. Đó, đó là cái câu đó, là Nam Mô là Phật, là cái câu đó đó, là nó linh hiển dữ lắm. Mình niệm Phật đi rồi là thanh tịnh cái tâm thì Phật mới thân hành đến nơi rước mình liền, cứu mình liền. Cứu khổ Nam Mô vô lượng phước, cứu khổ Nam Mô là cái câu Nam Mô là cái câu cứu khổ cho mình gặp cái tai nạn, cái rủi ro, cái dịch bệnh, bất cứ cái tai nạn gì mà niệm Nam Mô với Phật. Mà thường ngày mình có niệm hoài, bây giờ mình gặp rồi mình cũng vẫn niệm nữa. Thì một niệm thành tâm thôi là Phật thân hành đến nơi cứu mình liền, thần ra là thân hành cứu mình liền. Rồi diệt nàng, diệt nàng tu rị hữu sinh kinh, là cái câu Nam Mô với là Phật này, là cái câu này linh hiển lắm, là diệt được cái tai nạn cho mình. Hả? Mình bị cái bệnh gì, cái tai nạn khổ sở gì, cái chìm ghe chìm xuồng, hay là cái nạn hùm tha xấu bắc, hay là cái nạn chiến tranh, cái nạn bão lụt gì, sóng gió gì, thì mình niệm lên là cũng được Phật cứu mình khỏi cái tai nạn. Cho nên ông mới nói là diệt nàng, là diệt cái tai nạn, tu rị hữu thiên kinh. Tu rị tức là nắm giữ cái phương pháp niệm Phật mà tu theo, mà niệm theo, là ngàn muôn quyển kinh của Phật Thánh Tiên đều dạy y răng như vậy, thì mình phải tin tưởng và làm theo. Đó là thầy có dạy cái phương pháp này mới trừ được cái tai nạn cho chúng sanh đó, là về sau đó. Thành ra mình đọc đầy đủ cái văn để mà mình hiểu nghĩa nè. Đó là tôi giải xương xương cái nghĩa rồi. Trần gian khói lửa giới đau binh là ở dưới trần gian này, chúng sanh cái đời hạ quân này là sẽ trả quả dữ lắm. Mà thầy đã nói đến kỳ trả quả ầm ì biết bao, ầm ì dữ lắm. Bão lụt tới mà không ầm ì sao được, rồi chiến tranh tới mà không ầm ì sao được. Giết người ta bây giờ chiến tranh nó giết lại ha. Đến gì trả quả ầm ì biết bao. Thành ra đó, cái tai nạn nó xảy đến, mình chỉ có niệm Phật mà niệm thanh tịnh như vậy mới cứu được qua mình thôi. Chứ mình không thanh tịnh, bởi vì tại sao thanh tịnh mới được? Bởi vì cái tâm ông Phật là tâm thanh tịnh. Cái tâm của mình phải vắng lặng thanh tịnh như tâm ông Phật. Lúc đó tâm mình với tâm Phật tương ưng với nhau. Tâm Phật tịnh, tâm mình tịnh thì mình nói chuyện Phật mới nghe, mới tương ưng nhau được. Còn tâm ông Phật, ông tâm ông tịnh, mà tâm mình tâm lộn xộn, tâm vọng Nam Mô và Phật, rồi cái không thôi đứng đọc bài nguyện Nam Mô Tây Phương Cực Lạc, nghe lệ sĩ Minh Dương ca cái này nó phóng lỗ tai qua bển rồi,
tư tưởng mình qua bển mình nghe rồi, rồi mình lát mình trở lại nam mô a di nam mô tây phương cực lạc, mà không biết mình đi tới cực lạc nào. Thành ra cái tâm nó tâm động đó, nó nhảy đó, cái tâm mình đó là ông Phật cũng nói là tâm duyên ý mã, tâm duyên là tâm của mình đó, như con dượng vậy đó. Ý mã là ý như ngựa nó chạy lung tung trơn, con dượng nó chuyện cây, còn con mã là ngựa nó chạy luôn. Mình niệm Phật sao mà mới yên tĩnh, không có để ý ngoài chứ. Tâm khi cái thời cúng mình cũng vậy, cái thời cầu nguyện đi cho người ta ở ngoài sớm chờm cũng vậy. Cái lúc mình vô cầu nguyện là mình không bỏ hết, dẹp bỏ hết tư tưởng, không nhớ gì hết. Thì mình làm lợi đó là mình chỉ tới đó là ai nói gì nói, mình không nói. Mình cái người biết đạo là cái lợi đó không bao giờ nói. Ta nam mô Phật trong tâm ta hoài tới. Chừng là ta phát nhang mình là mình thỉnh một cái nhang. Nhưng mà trong lòng mình không tưởng gì hết, chỉ nam mô Phật hoài. Chừng nào cầm cái hương tắp tay lên rồi bắt đầu nam mô A Di Đà Phật, rồi bắt đầu mình đọc ra bằng nguyện. Là cái trí của mình, mình đọc trong tâm thôi, không đọc ra bằng nguyện cũng được. Nhưng mà mình đọc sao cho cái lỗ tai mình nghe rộng rộng nè, là cái tư tưởng mình nằm về hai chỗ này không thì nó không phóng. Mà cái tâm mình đọc ở đây, nhưng mà cái tâm mình nghĩ đương cầu nguyện đây mà nghĩ tần ơi tôi về mua thuốc xịt sâu mà nãy quên mua nữa, bây giờ tới hùn sao mua, nó tâm vọng nó, mình nhớ chỗ này chỗ kia chỗ nọ đủ thứ trơn. Rồi nhiều khi nhớ tới Đài Loan nữa, con gái mình nó hứa mình là nó đưa tiền mình gửi tiền cho mình ngày nay mà mình quên đi nữa, nó phóng tùm lum gì hết trơn, đó là tâm vọng. Còn tâm ta thanh tịnh, ta biết kiềm cái tâm, thì tới đó cầu nguyện là ai nói gì nói, mình không nói, mình làm thinh nam mô Phật cầm cái hương rồi coi, thì mình đọc theo cái tay của mình, tay mình xá xuống cái thì niệm nam mô A Di Đà Phật, nam mô A Di Đà Phật, nam mô Phật, thì bắt đầu cầu, đọc bài nguyện cầu theo, nhưng mà đọc cho lỗ tai mình nghe rõ ràng, đọc thầm đi. Nếu người ta đọc lớn mình đọc lớn theo, mình cũng chú ý theo cái từ cái câu mình đọc đó, thì cái tâm mình nó ít vọng. Mà mình đọc ngoài không để tâm mình chiên vô cái câu niệm Phật mình đó, thì nó vọng ra ngoài, nó chạy nó phóng nhảy ra ngoài liền. Đó là tâm vọng, động chỗ này chỗ kia chỗ nọ, nó đi tùm lum hết. Thành ra cũng như cái bài nguyện của mình đó, chia sẻ bà con chú, nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng địa hoàng, thiên hoàng mình đọc nam mô nhất nguyện cầu thiên hoàng thì mình chắp tay rồi mà mình chỉ cái lỗ tai mình nghe cho cái tiếng nói của mình đọc nó rõ ràng. Mà nam mô thiên hoàng thì mình biết đây là mình cầu cho ông vua trời rồi, là ông vua trên trời là ông Ngọc Hoàng Thứ Đế đó, là cầu mình cầu ông. Địa hoàng là ông vua có âm phủ, nhân và hoàng là ông vua có người đó. Còn Phật Dương độ chúng là lúc này mình cầu cho Phật Dương độ chúng thế giới bình an, độ cho thế giới bình an. Nam mô nhị nguyên cầu cho cửu quyền, lúc này mình cái tiếng mình đọc cửu quyền thì cái lỗ tai nghe rộng rộng rồi, mình biết là mình cầu cho cửu quyền của mình. Mình biết cái tâm mình chú ý vào chỗ này rồi thì nó không hút chỗ khác. À, nam mô nhị nguyên cầu cho cửu quyền thất tổ tịnh độ siêu sanh, thì lúc này mình cái miệng mình đọc ha, cái tâm mình đọc lỗ tai mình nghe cho rõ ràng thì cái tâm mình không phóng ra ngoài được. Mà mình đọc mình không để ý theo cái câu nguyện của mình đó thì nó phóng ra liên liên à, liên tu không có kìm được. Mình đọc như vậy là mình kìm cái tâm mình luôn, như vậy nó mới thanh tịnh. Nam mô Phật là biết nam mô Phật, ngoài đó không nhớ gì hết, buông bỏ hết, muốn mần gì thì mời mần ra ngoài rồi mần qua thời cúng rồi mần, rồi tính toán lo gì đó lo. Trong cái thời cúng là phải để cho cái tâm vắng lặng thanh tịnh, tâm vậy thì mới thanh tịnh, không còn nhớ một chuyện gì, chỉ đọc bài nguyện nhớ bài nguyện thôi, ngoài ra không nhớ gì hết, để kìm cho nó vắng lặng thanh tịnh vậy mới được. Thì cái tâm của lúc nào mình gặp tai nạn mà mình niệm Phật đó, thì nam mô A Di Đà Phật, mình biết mình niệm Phật nam mô Phật, mình đương cầu Đức Phật A Di Đà, Đức Phật mười phương để cứu mình, thì mình biết là cứu mình thôi, ngoài ra không nghĩ, không có sợ. Ông cọp chạy tới mình không sợ luôn. Chứ còn mình là bình thường, mình không có niệm Phật, mà chừng có tới gặp ông cọp cũng rượt mình, có mình sợ ha. Cái mình sợ chứ mình lúc này mình niệm Phật mà niệm nam mô về Phật một tiếng mà nam mô về là cọp 2-3 tiếng, sao không, đâu có thanh tịnh. Chỉ gặp ông sợ ông cọp đó, lại là giờ ăn thịt mình rồi mình tiếng đầu mình nam mô A Di Đà Phật, nhưng mà niệm mà vừa giờ mà ổng sợ ổng chạy tới mình ổng ăn mình, rồi tiếng sau nam mô A Di Đà Cọp, nam mô A Di Đà Cọp, không thì làm sao cho thanh tịnh được. Thành ra phải giữ cho lòng thanh tịnh. Cái người mà thường niệm Phật thường xuyên hoài
cái người đó đó mới được giữ lòng thanh tịnh. Ta kìm cái tâm, ta sẽ nhớ Phật thôi, không ngoài ra không nhớ gì hết. Trong cái thời cúng người ta chỉ nhớ cái đó thôi, trong cái thời cầu nguyện ta chỉ nhớ cái bài cầu nguyện thôi, không nói gì hết. Mấy người nào mà lại cầu nguyện mà ít nói chuyện đó, cái người đó mới niệm Phật nhiều. Mà cái người nào mà cúng mà nói chuyện lung tung đó, cái người đó ít niệm Phật đó. Cái tâm ta không niệm Phật ta mới nói chuyện. Còn cái tâm mấy người biết không có thường xuyên niệm Phật là tính là gặp cái tâm mình chạy theo cảnh không à. Mà ngài Thanh Sĩ ngài có dạy nè, chừng nào cảnh hết làm tâm loạn, chừng ấy tâm mới đoạn cảnh trần. Như là vật giới hư không, tự nhiên ánh sáng đại đồng bừng ra. Bây giờ mình ngồi đây nè, thấy cô gái đẹp đi ngoài đường á, thì cái tâm mình thống ra cái cảnh cô gái đẹp rồi. Đây nè, Phật Tổ Thích Ca ngài dạy nè, có một chữ một thôi, thiền thanh là nhất tự thiền, thôi buông dừng thôi dứt hết liền tử sanh. Gặp cô gái lợi là biết cô gái đẹp hay xấu rồi, cái tư tưởng quay về cái tâm niệm Nam Mô Phật, đừng để cái ý niệm của mình sanh ra một điều gì nữa. Nếu biết cô đó mình có quyền dòm, có quyền phân định đúng sai phải quấy, có quyền biết cô đó xấu hay đẹp, tới đó thôi. Nếu mà mình có ý nghĩ thêm một ý nghĩ gì đó là tâm đó tâm ma, tâm đó tâm chúng sanh. Còn tâm Phật thấy biết rõ ràng người đó xấu hay đẹp rồi thôi, ta không có chạy theo cảnh nữa, ta còn chạy về cái tâm ta niệm Phật, ta để vắng lại cái tâm ta. Còn nếu thấy người ta đẹp, cái tư tưởng của mình sanh ra một điều gì đó là tâm phàm, thấy không, đừng sanh nữa. Vậy đó mới là tâm Phật đó. Đó, thấy rồi là buông đi, để quay về cái tâm của mình, đăng kiểm cái tâm của mình. Mà thấy rồi cái tâm, cái tư tưởng của mình á, phóng niệm thêm một niệm nữa thì phóng thêm niệm đó là niệm tà. Năm phóng thêm một niệm đó là tâm chúng sanh. Chứ tâm Phật tới đó ta biết tốt, xấu, đẹp, xấu vậy thôi rồi. Ta không có theo cái cảnh đó nữa. Còn mình mà ý đã đi qua mặt thấy đẹp quá, cái người ta đi qua khỏi rồi mình còn quay trở lại mình dòm quá đẹp, còn khen quá đẹp nữa. Chứ nó đậm quá đậm rồi, thấy không? Thấy là thôi. Bởi thấy biết thì biết người đó nam hay nữ, vậy thôi. Chứ quay ra về, trở về cái tâm ta rồi. Còn mình á, biết người đó đẹp mà còn đi ngang qua phớt qua khỏi rồi còn quay với lại, nhỏ đó con ai mà đẹp quá đẹp ta, thấy không? Đó là tâm cái khởi lên một niệm nữa là niệm chúng sanh, tâm chúng sanh. Còn tâm Phật người ta thấy cái đó là ta dừng nữa rồi. Đó là mình chạy theo cảnh không à. Lỡ đám ma thì thấy người ta buồn quá buồn thì mình cũng tâm mình cũng buồn theo người ta. Thấy người ta khóc quá mình chịu không nổi, xúc động, tâm mình cũng buồn theo người ta. Lỡ cái đám cưới thì thấy đám cưới người ta là đốt pháo nổ ha, người ta ăn nhậu ha, là ta lại lục, ai cũng cười cũng vui này kia, cái tâm mình cũng sanh ra cái tâm mừng vui nữa. Thì cái tâm đó đó, cái tâm mình đi theo cảnh không à. Cặp cánh buồn thì mình buồn, cặp cánh vui vui. Mà như cái hồi trước đó, ông Đức Lục Tổ Huệ Năng mà ông khi ổng mà nói với đệ tử là ta sẽ bỏ xác về nước bàn thì đệ tử nào cũng khóc hết, riêng có một mình ông Thọ Hội không khóc, bình tĩnh bình thường, không có lộ cái giấc mặt sặc buồn. Mà cái cảnh nào mà vui ổng cũng không có tỏ ra cái sự cái nét mặt ông vui, ông bình thản an nhiên, buồn vui cũng vậy. Đó là mấy cái tâm thanh tịnh. Bởi vì thầy ổng xuống dạy đây rồi, tới cái lúc ổng về bên ngôi vị niết bàn của ổng là ổng phải về thôi. Mình có thương tiếc ổng cũng đâu có được. Rồi Đức A Nan ngày mới quở, rồi nó nói các ngươi tu cái gì vậy? Tu cái gì mà đã đến lúc ta về bên là cái cảnh giới niết bàn của ta mà các ngươi buồn khóc, còn cầu năn nỉ ta ở đây. Các ngươi thấy thần hội không? Tự nhiên cái tâm được như vậy đó là mới giữ được cái tâm mà trong sạch thanh tịnh đó. Nó mới chỉ rầy la ổng, chỉ ông thần hội đó, không buồn phiền, không lo rầu, không gì hết, tự nhiên. Cái ngày này cũng mấy ngày trước cũng vậy, mà bây giờ ta nói ta bỏ xác về lên bên niết bàn thì nghĩa là thần hội cũng bình thản an nhiên. Để người ta giữ cái tâm ta được thanh tịnh mà không cho sắc mặt lộ vẻ ra nè, đó như vậy mới đạt đạo đó, chứ không phải nó tầm thường đâu. Thành ra mình cái tâm mình chạy theo cảnh không à, cánh buồn chạy buồn, cánh vui chạy vui.
rồi ra tới chỗ đó già thì đã già, mà lỡ chỗ quá là ta bằng từng niệm Phật thì mình cái tâm mình chạy theo cái cảnh đó không, bởi vì mới mê, tạo thấy cảnh nào thì mê cảnh ấy là vậy. Thành ra đó trả lời phỏng vấn cho bà con nghe một khía cạnh về về niệm Phật, mà cái niệm Phật đó tu á thì phải là nếu quyết chí tu á thì phải biết đền bốn ân: một ân tổ tiên cha mẹ, hai ân nước, ba ân tam bảo, tốn bốn ân đồng bào nhân loại đó. Đền ân cha mẹ rồi thì tới ân nước, cha mẹ là phải hiếu thảo đó, mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa ngài có dạy các đệ tử, mà ngài có truyền lại cái quyển sách đó sau này. Ngài nói chúng sanh nào sanh vào thời kỳ Phật pháp không gặp Phật thì hãy xem cha mẹ là Phật. Rồi ngài mới nói thêm, vì cha mẹ là Phật tại gia, lo con mà lo cho cha mẹ đầy đủ thức ăn tức là được vô lượng phước, ăn no mặc lành mặc ấm, rồi có cái tâm hiếu thảo biết kính trọng cha mẹ là được vô lượng phước. Vì cha mẹ là Phật tại gia, gần gũi cha mẹ là gần gũi Phật, tôn thờ cha mẹ như tôn thờ Phật. Phật nhìn nhận đứa con tức là cha mẹ nhìn nhận đứa con tức là Phật nhìn nhận đứa con vậy. Đó, qua một câu của trong kinh của Đức Phật Thích Ca mà kể cho mình nghe cái đời để chánh pháp lợi cho chúng sanh qua đời thượng quân nè. Chứ cái đời của đó là ngài để cái canh di lợi cho đời hạ quân này là hành trì theo pháp môn niệm Phật để làm hiếu thảo với cha mẹ. Vì thời kỳ này làm bốn ân thôi: một ân tổ tiên cha mẹ, hai ân nước, ba ân tam bảo, bốn đồng bào nhân loại đó. Mà tu mà không đền bốn ân này là cũng không có thờ, không có đi tới đâu được hết đó. Rồi phải giữ 10 điều ân nè đó, muốn làm giàu cho chú nợ mình đừng là giữ 10 điều ân làm mà cái một là thân nghiệp không sát sanh nè, không đạo tặc nè, sát sanh đi ăn trộm người ta đó, không tà dâm nè, không lấy vợ con người nè đó. Thân nghiệp sanh ba điều ác, ý nghiệp sanh ba điều ác là ý, khẩu nghiệp sanh bốn điều ác là ác khẩu, vọng ngữ, lưỡng thiệt, ý ngôn đó. Rồi cái trí mình sanh ra ba điều ác là tham lam, sân nộ, mê si. Đó là chỉ bà con nào cũng biết hết rồi, nhưng mà tôi nói ra đây kể những người mới bước vào đạo, mới tu, hay là những bà con là chưa tu chỉ bị không có thời giờ thành ra nó phớt phớt vậy. Là quý vị khi nào lấy sám giảng của tổ thầy ra thì nó chỉ dạy rạch ròi hơn là tôi nói. Thành ra chỉ phớt phớt cho bà con đó, coi theo giảng của Đức Thầy mà coi sau đó mà hành đó. Chứ nhiều bà con hiểu biết cái vấn đề này dữ lắm rồi, ta tu lâu rồi ta hiểu biết rồi. Rồi cũng phải giữ 10 điều ân, 10 điều ác. Mình hành được không làm trong phạm trong 10 điều ác thì nó sanh ra được 10 điều thiện, thì con người không có tội. Rồi là mình phải hành theo 8 điều răn cấm của Đức Thầy đó. Bởi vì thời gian không ngạn ra chia sẻ cái vấn đề phức phức qua cho bà con thôi. Bà con được muốn hiểu biết trẻ thì đọc qua cái giáo lý của Đức Thầy á, trong cái bài mà 8 điều răn cấm của Thầy. Nếu là đàm 8 điều răn cấm Đức Thầy là thành Phật luôn đó quý vị. Điều thứ 7 với thứ 8 thôi. Điều thứ 7: đứng trước mọi việc chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán việc ấy. Chuyện gì mình phải xét cho minh lý? Minh là gì? Minh là sáng. Lý là gì? Lý lẽ. Cái sự gì, làm ăn cái chuyện gì mình cũng phải suy xét, suy nghĩ chuyện đó đúng hay sai, tội hay phước, nên làm hay không làm. Rồi cái chuyện gì mình muốn mặn ăn với ai cũng vậy, cũng phải suy xét cho thấu đáo vậy, tránh lý như vậy đó. Còn điều thứ 8: tóm tắt, ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, để dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành trọn sáng thì về nơi cõi Tây Phương an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn trở lại cứu giấc chúng sanh. Đó là hai câu đó là thành Phật rồi là có gì. Còn thành ra bây giờ á, nói về cái dịch bệnh á, nó có như tôi kể lúc trước đó, nhưng mà không phải như đây thôi. Cái thời gian này nó nổi từ thời gian cái nó hết, đâu 3 tháng cái nó hết, thì chúng sanh mình khổ dữ lắm rồi. Thấy không? Bây giờ tôi chỉ cho bà con lại dòm về cái trước Tết, từ Tết đó, trở lại trước đó. Cái lúc đó mà mình vướng dịch bệnh ở thành phố đó. Rồi bây giờ trải qua cả năm trời rồi, trăm hơn năm rồi, bây giờ bà con mình còn vướng nè.
bằng ăn thất nghiệp nè đó. Rồi cái mấy người rồi đau rồi á, khổ sở nè, con mất cha nè, vợ mất chồng nè, chết ở Bình Dương nè, dịch bệnh rồi chết Bình Dương rồi, là không có ai thể thăm hết trơn. Mà cái câu này ông Phật ông nói, nhưng mà nói lâu lắm rồi mà mình không có biết, không hiểu cái nghĩa ông nói. Nhưng mà tới chừng tới cái lúc đó đó, mình đọc lên cái mình mới hiểu. Chứ lúc trước thì chưa tới thì không ai hiểu trơn á. Nó ngay vậy đi, chứ mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mà cái thời gian nó đến rồi mình mới hiểu. Đó, mà ông nói á, bệnh tàn lan khắp nước mà chẳng màng, bởi ba tánh không màng tu niệm, bởi mình không có niệm, không có tu niệm, thành ra mới chiến tranh mới khổ khắp nước, tràn lan khắp nước vậy đó. Rồi ngài nói thêm câu nữa là lúc đó dịch bệnh đó mình mới hiểu câu này. Rồi sao ông nói cái câu này nè, ông nói thân chết không được bó bì, ông bà cha mẹ cậu gì cũng chẳng có để ta. Đó là chết đó, Bình Dương đó, ở trong ông này ra chết đó, có ai đi thăm không, có ai có bó bì gì không, có ai có để tang không? Thấy rõ ràng. Tới cái thời điểm này ông nói rồi, cái thời điểm này mình mới biết, chứ không ai đoán được biết trước ông nói cái gì đó. Mà thời điểm này mới biết, thân chết không được bó bì, ông bà cha mẹ cậu gì cũng không có để tang. Ông bà mình chết ngoài, bây giờ mình cũng không để tang được, đâu có đi ngoài được mà đâu để tang. Bây giờ lúc này mình mới hiểu là ông Phật nói là ngay ra, mình mới phục ông, mình mới nghe lời ông. Ông dạy đúng, ông dạy phải, mình phải nghe lời ông mới tu, mình mới còn cái xác thân, mình mới cuộc đời mình mới hết khổ. Đó. Thành ra cái chuyện này á, thì tôi đi chia sẻ. Chứ ông Phật cũng nói nhiều khi mình không có hiểu. Nhưng mà tới thời kỳ rồi, tới cái thời lúc đó rồi mình mới hiểu. Chứ không phải nói chơi đâu. Ông Phật là cái ổng đó, thân bằng tăng mặt bộ sòng nâu, cuộc thiên lý một bầu kiều điều hãng. Hãng tức là biết. Bầu trời trái đất này ổng biết chỗ nào mưa, chỗ nào nắng, chỗ nào bữa nào pháo lục, bữa nào sao ổng biết hết trơn. Thật ra ông nói trước cho mình đó, nhưng mà rốt cuộc chúng rồi tới thời kỳ nói tám mấy năm rồi, bây giờ là mình phát bệnh lên rồi chết như vậy đó. Rồi là không có chôn cất được mà lại là thiêu không đó. Không bó bì mà ông bà cũng không ai để tang đó, mình mới biết được, hiểu cái câu này ông nói thì mình mới phục ông. Thành ra bây giờ cái chuyện này đó, thì cái chiến tranh nó khổ vậy đó bà con ơi. Nó khổ, cái dịch bệnh nó cũng khổ vậy đó. Rồi qua cái chiến tranh, thì chiến tranh chứ không phải đó. Rồi á, Đức Thầy cũng có nói là cho mình biết là qua cái khổ sở cái dịch bệnh đó, ngài nói đau nhiều chứng vậy thì có kể, kể từ nay lao khổ đến cùng, kẻ dư gian khó nổi sung dung. Sung dung tức là không có còn vui mừng nữa đó, chứ còn sung dung, không còn yên ổn mà sống cái cuộc đời vui vẻ nữa đó. Người bảo ác không toàn tính mạng đó, người bảo ác không còn toàn tính mạng thì sau này sẽ chết hết. Mà chết từ đợt của gì, chứ không phải hô chết cái một, hô tới đời cái sụp đất chết cái một, cả thế giới này chết hết, không phải vậy. Mà tới đời là tới cái đời chiến tranh, thì nước này nó có chiến tranh một thời gian, rồi tới nước kia nó có chiến tranh, nước này có bão lụt thời gian một hai tháng, sau cái chỗ khác nó bão chỗ khác, rồi chỗ khác lại dịch bệnh, rồi chỗ khác là bị đủ thứ vậy đó. Nó truyền lao như vậy, chứ không phải là một nước mà bị hết trơn nguyên cái đất nước. Không phải mà bị hết trơn cái thế giới này mà sụp đất chết cái một. Theo người ta ta nghĩ vậy, nhưng mà không phải vậy. Bị gì sàn với dần mà. Chết từ từ lần mòn, nhiều tai nạn nó mới hết. Chứ không phải hành từ từ coi chúng sanh nào có thức tỉnh không, có sợ không. Nếu sợ thì quay lại tu. Còn không tu thì sau này sẽ tới với người đó. Đó. Ổng là cái mà sàn xảy đó, từ từ chỗ này xảy ra dịp đất, mơ mốt chỗ kia xảy ra chiến tranh đó, cho người ta thấy người ta mới ghê mới sợ. Nếu ai ghê sợ thì phát nguyện ăn chay niệm Phật tu hành để cứu vớt được số thức tỉnh đó. 100 người thì được 10 người tu thôi, chứ không có nhiều. Mà người này người 10 người thì tu thì cha cắt được một người thôi là cũng được nữa. Thành ra cái nhờ nhiều chỗ như vậy, thức tỉnh như vậy đó, thì cái người tu mới đông chút. Thành ra chứ không phải mà chết từ từ. Thành ra bây giờ á, để nói qua cái câu giảng đó, mình á, thời mạt pháp này là thời khổ não nhất trong cái tam quân, thượng quân, hạ quân, trung quân.
cái thượng quan, cái trung quan, cái hạ quan. Con người mình sống có 100 tuổi à, chết rồi. Nhưng mà cái chúng sanh mình đó, đời này làm ác lắm, hung ác hơn đời xưa lắm. Chứ hồi xưa, thở xưa thời buổi Xuân Nghiêu, Thái Bình, Thạnh Trị, mến yêu kháng tình, chớ đâu có đồ thắng sinh linh. Bởi nay lỗi đạo mới kệ kinh ngạo cười nè, đọc giảng lên nghe, nhưng mà đọc lớn người ta không chịu, nó nhức đầu lắm. Nó là cái người không có cái duyên lành với Phật, thành ra nghe giảng mới nhức đầu. Còn cái người mà có duyên lành Phật rồi nghe khoái mà chịu, ông nói có lý rồi để đọc nghe để biết, ông nói ông chỉ dạy sao rồi làm theo đó, mấy người đó mới có duyên với Phật đó. Chứ còn mình gặp giảng kinh thì gặp giảng kinh trần cứ làm ngơ thì trầm bông kiển giống chi hưởng đấy. Gặp giảng kinh mà mình để y đó, mà ai đọc giảng trong máy trong băng gì cái mình đi chỗ khác nhức đầu lắm, biểu người ta tắt đi, còn không tắt tôi đi chỗ khác chứ tôi nhức đầu lắm. Thì những người đó là vô duyên với Phật, không có duyên lành với Phật, rồi mấy người đó là chịu khổ não dữ lắm. Thành ra cái kiếp này đó mà mình biết tu đó là có phước hơn hơn cái đời Phật Thích Ca hồi xưa. Đức Phật Thích Ca hồi xưa mà ổng niệm một tiếng Phật thì ổng chỉ được một tiếng Phật. Còn hôm nay đã Đức Phật cho mình biết nè, đời mạt pháp trời Phật thả tù, niệm Phật một tiếng Phật bù cho 10 câu. Thấy ngon lành hơn hồi xưa không? Hồi xưa Phật Thích Ca niệm một tiếng là chỉ được một tiếng thôi. Còn thời bây giờ đó, cái thời kỳ đó là cùng cuối rồi, khổ nợ sở rồi, ít người tu rồi. Thành ra ông Phật ông ấy khuyến mãi cho mình, nói cái khuyến mãi cho nó thông thường đi, đó là cũng như là cái ông khuyến mãi cho mình, cũng như là nói chứ nói cho đúng là mình hạnh hưởng cái phước của ông ban là được một mà được mười. Như vậy mình không tu nữa là mình vừa rồi. Thời mạt pháp Phật trời đại xá, luật tu hành không khó như xưa. Tại gia niệm Phật sớm trưa cũng là được Phật đến đưa đón về. Người lại có liên quê đỡ gót, còn lại thêm lộng báo xe thân. Lần này mà không chịu thoát trần, nếu không tu thì cũng không còn lần nào tu. Đó. Thành ra cái này tu dễ lắm, tu dễ thành hơn hồi xưa lắm. Mà Đức Quỳnh Giáo Chủ Ngài còn nhấn mạnh, còn cho mình biết. Ngài sợ mình không tin, Ngài nói nữa nè. Ngài nhấn mạnh cho mình biết nè, nó chỉ một kiếp Tây Phương hồi hướng, mình tu một kiếp này thôi là mình về Tây Phương rồi, mình sống rồi mình không có còn đọa lạc với thế gian, mình chịu khổ sanh lão bệnh tử nữa. Về bên cực lạc là không già không bệnh, không ngày nào lo. Cái gì cuộc y thực muốn chi đủ thứ, không nhọc nhằn lo việc sanh nhai, trí yên nhàn nhìn cảnh Phật đài, khỏi quả khổ mưu cầu đất bất đắc. Cả thải chúng thải đều vững chắc, toàn dân lành đâu có đáng lo. Hết ế ân quyến thuộc chuyện trò, thác sống khổ lương thương yêu lưu biệt. Chữ hòa thuận kể sao cho xiết, tâm thường chữ hòa thuận kể sao cho xiết. Thành ra cái bệnh á, mình muốn ăn cái gì thì tự nhiên ý mình muốn là có hiện trước mặt mình ăn, nó sung sướng vậy đó. Mà không có lo đau, không có đau, không có bệnh, mà không có già nữa. Sống tới 10, sống hoài không qua tới đời Đức Phật, đời Tây Phương Cực Lạc là sống hoài không có chết, sống bằng tuổi thọ của Phật luôn. Bởi vì mình qua đó là mình tu là mình thành Phật rồi thì sống như Phật luôn. Không có chết, không có đau bệnh, không có ốm đau, không có sợ gì hết trơn. Thành ra cái cuộc đời như vậy đó, ráng tu qua bệnh đó, sống mới vĩnh viễn trường tồn, không có ngày nào chết hết. Mà không lo ăn, không lo mặc, không lo đau, không có ốm, con ngà con người nó trẻ hoài không già. Đi là đi bằng thần thông không, chứ không phải đi mà chạy xe hay đi bộ như mình đó. Biến rồi à, biến. Ừ. Đó, thuận hòa trong họ đời an lạc, chừng ấy xe tiên thế giáp dày, là chừng ấy đi xe tiên xe phong quả của Nha Trang đi đó. Yeah. Dùng thần thông hiện cái là dưới giò có cái xe là mình muốn đi tới Sài Gòn là tích tắc tới Sài Gòn liền, muốn đi qua tới Mỹ là tích tắc qua tới Mỹ liền. Đó, như vậy đó, ráng tu mà hưởng cái đời chung cực lạc như vậy đó mới hạnh phúc. Thành ra cái đời này mà ông khuyến mãi cho mình là tu một thành mười mà mình không ráng tu nữa thì đó là tại mình ráng mà chịu thôi, mình mê man quá mình ráng chịu thôi, chứ ông cũng không có cứu vớt nổi nữa. Yeah. Mà rồi là Ngài còn nói thêm nữa, Ngài mình cho mình biết nè, như quảng xưa cho anh biết nè, pháp cao người khó nổi hành, bây giờ niệm Phật làm lành cũng nên. Không cần phải niệm to lên, niệm thầm trong dạ đừng quên cũng thành. Trong tâm khởi mộng điệp sanh, mười phương chư Phật nghe rành như giang.
Đừng nghi rằng Phật ở Tây Phan không nghe thấu tiếng giá gian trong lòng. Phật nào cũng có lục thông hết, ngồi xa rõ biết trong lòng chúng sanh. Sợ mình niệm Phật không rành, đừng lo cho Phật xa mình không hay. Nhất tâm cầu đạo Như Lai, Phật trong được rõ, Phật ngoài đều thông. Nam mô sáu chữ thành lòng, có ngài đắc được sáu thông tại trần. Dù cho khẻ phú hay bần, đều tu niệm được, chứ không phân giàu nghèo. Đó. Ngài mới nói thêm là nhất tâm niệm Phật thì thời mau, phóng tâm niệm Phật thế nào cũng lâu. Đó. Mình ngồi đây mình niệm Phật thì ở bển ông biết hết trơn rồi, khỏi cần đi qua đây. Đó. Thành ra ông chỉ cho mình cái pháp môn niệm Phật đó, cái thời này là thời tu hành cái pháp môn niệm Phật, chứ cái pháp kia tu khó thành lắm. Chỉ cho mình dễ đưa mà ăn mà mình niệm Phật cũng được. Còn cái mấy pháp kia mà ăn đâu có niệm Phật mà hành được. Sao? Đó, thành ra mấy cái pháp kia là ông ngộ thiền định, ông quán tưởng rồi gì đâu có được. Mà cái pháp Nam Mô Di Phật vẫn mần ăn, vẫn cắt lúa, vẫn đào đất, vẫn làm tất cả các nghề hiệp pháp, nấu cơm bữa là xách nước gì cũng vừa xách nước rồi vừa niệm Phật, vừa nấu cơm vừa niệm Phật. Rồi ông mới chảy thêm một cái xác, đích xác mình biết nè. Ăn cơm niệm Phật nuốt vào, uống nước niệm Phật mà chỗ nào cũng tu. Thấy không, đưa ăn cơm cũng niệm Phật được, mà uống nước cũng niệm Phật. Thiệt là pháp môn quá tuyệt đáo, mình dễ hành hơn cái pháp nào hết. Thành ra cái lời pháp này bà con chỉ trong chùa hay là ở ngoài thế gian đều tu rất nhiều theo cái pháp niệm Phật này. Mà Đức Phật Ngài Thích Ca Ngài sau hồi trước đó, hồi xưa vậy Ngài giới thiệu rằng qua đời hạ quân mà mạt pháp, tất pháp đều diệt. Chỉ có một mình cái pháp môn niệm Phật là thạnh hành hơn hết mà thôi. Đó, dễ tu dễ hành đi. Mình vừa ăn cơm mình cũng niệm Phật, mình vừa niệm Phật ăn cơm nuốt vào đâu có sao đâu. Rồi mà vừa uống nước mình cũng niệm nữa. Thì mà ông mới dạy là ăn cơm niệm Phật nuốt vào, uống nước niệm Phật ở chỗ nào cũng tu. Đó, thành ra tu pháp môn niệm Phật này mới dễ thành mà dễ làm hơn. Đừng bằng ăn bây giờ thịt lúa, thịt tóc, đào đất hay gì cũng là niệm Phật được hết. Đó, niệm Phật là phải tỏ lòng từ bi với thương xót, niệm Phật là phải sửa cái tâm mình không hung dữ, chứ không phải một hồi niệm Phật ra được nha. À, chia sẻ bà con tận tình chỗ này đó. Nhưng mà ông nói nè, tại sao mà cũng trong ở trong một cái trường tu, người thì phát huệ mà kẻ ngu suốt đời. Người phát huệ là người ta giữ cái tâm ta ngay thẳng đúng đắn chân thật, cái tâm hiền hòa, cái tâm ta không buồn không giận không ghét ai hết. Cái tâm ta từ bi hỷ xả. Còn mình đó là người ta niệm Phật một thời gian là người ta phát huệ. Còn mình niệm Phật mà vì mình hồi chưa tu á, mình với người ta gây lộn cãi giả gì đó, rồi tới mình tu một năm rồi thì mình gặp ông đó mình cũng giận đó nữa, vậy thì mình có sửa gì đâu. Thấy không? Nếu sửa không được như vậy thì làm sao mà phát huệ được, làm sao mà sáng được, làm sao tâm mình sáng mình hiểu biết được. Rồi mình mấy bà mấy ông đi chùa nhưng mà về nhà làm ăn cũng vẫn nói dốc nói láo ha, à, cũng vẫn lấn ranh, rồi cũng vẫn là hơn thua cao thấp như người ta, thì cái tâm mình có sửa chỗ nào đâu. Thì niệm Phật như vậy niệm hoài tới chết thì cũng không thành Phật. Nó vậy đó, niệm Phật mà phải là đây nè, ông Thanh Sĩ ông nói hai câu nè. Ông nói là xưa Phật làm thế, nay mình làm cũng thế, thì tất nhiên mới ngồi kế Phật Ngài, thì thành Phật mới ngồi kế Ngài. Ông hồi trước là từ bi hỷ xả thương mến cho mọi người nè, ông biết nhẫn nhục cho mọi người nè, ông muốn giúp đỡ mọi người nè, ông tu cái hạnh là để cho vắng lặng cái tâm nè, ông cũng làm lành nè, thì mình y gan như hạnh của ông mình làm đó, thì mình cũng như ổng, mình thành Phật như ổng thôi. Tại cái ổng thì cái tâm ổng thanh tịnh, hiền hòa, từ bi với ai, gặp ai cũng thương hết trơn. Còn cái tâm mình á, hồi đó mình không tu, mình gây lộn với người ta, mình giận buồn ghét người ta, rồi bây giờ tu một năm rồi mà cũng không xả bỏ được cái tâm giận hờn nữa, thì làm sao mình thành gì đấy. Cái miệng mình còn nó láo nó dốc quá, còn hơn thua người ta quá, thì mình niệm Phật cũng không kết quả là vậy đó. Chứ ông Phật mà ông niệm thì Phật thì ông từ bi hỷ xả, ông biết thương mọi người, muốn giúp đỡ mọi người, thì tâm đó mới tâm Phật. Ông cho mình biết nè, Đức Quỳnh Giáo Chủ cho mình biết nè, là làm chân chánh là tiên là Phật, làm gian ác là quỷ là ma.
Cái tâm mình cứ giữ cái gian ác, cái lợi mình không hại người ta mình vẫn làm được, thì cái tâm mình đó là cái tâm chúng sanh, không có thành gì hết. Niệm Phật cũng không thành gì hết. Mà Phật phải phải làm theo cái hạnh của Phật làm đó. Như vậy đó mới thành thành Phật. Chứ không phải ai niệm Phật cái thành Phật được nó hết đâu. Ta niệm Phật mà ai chửi người ta là người làm sinh, ta nhịn nhục, ta không nói. Rồi ai có hơn ta chút gì ta cũng bỏ. Ta không hơn thua người đó. Nó không biết tu thành ra nó mới có cái chuyện không chính đáng với mình hay lấn ép mình. Mình mười bước tu rồi, mình đâu có cãi lại với người ta chi. Tha thứ cho nó đi, không giận, không buồn nó. Đọc được cái tâm vậy đó mới thành Phật chứ đâu phải dễ đâu. Muốn thành Phật là phải làm y theo lời Phật mới thành Phật được. Thật ra Phật nhiều, còn chia sẻ nhiều lắm nhưng mà cho nó cặn kẽ, nhưng mà thời gian không có, thành ra không có chia sẻ sâu cái chỗ này được. Chứ cái chỗ này là chỗ nên mổ xẻ. Mổ xẻ chỗ này tâm mình như thế nào mới thành Phật, mà tâm như thế nào không thành Phật. Đó. Nhưng mà có thời gian tôi mổ xẻ chỗ này một tiếng đồng hồ chỗ này nè, mới hết cái cũng trong một trường tu mà kẻ thời phát huệ mà người uống suốt đời. Là vậy đó. Tu mình ta xả bỏ. Ta không hờ giận, không cố chấp ai hết. Còn tu gì mà một năm rồi mà cũng vẫn còn ghét người ta như vậy thì còn chắc chứ, một năm trường, năm mấy trường mà còn ở đây là nằm đây hoài rồi, chỗ này không tiêu thì làm sao đi đâu. Ông sĩ nói chuyện, nó giảng rất hay nha. Cái giảng rất hay như giảng thầy vậy đó. Mà ông nói dễ hiểu của hơn thầy. Ông nói nè, chúng sanh muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lòng thòng bỏ đi. Mà cái tâm mình còn không bỏ mà còn ghét người ta, còn chất chứa trong này cả năm nay mà không bỏ ra được, mà làm sao mà nhẹ đi đâu. Thấy chưa? Hay dữ lắm. Chẳng là sĩ nói trắng mà dễ nghe lắm. Chúng sanh muốn lội qua sông, những đồ mang gánh lòng lòng bỏ đi. Mình chắc chứa trong tâm mình đây, mình còn giận hờn ta chi cho rồi mình lội tới đâu được. Phải bỏ cái này mới nhẹ, mới có thể lội qua sông được. Bỏ hờn giận ghét ghen lao dốc, bỏ những cái chuyện làm ăn mà không ngay thẳng đúng đắn đó. Sửa cái tâm cho ngay thẳng trong sạch sáng suốt thanh tịnh đó, đó mới thành Phật. Có chỗ này chia sẻ nhau nó tận tượng nó hay lắm, nhưng mà không có thời gian chia sẻ, chỉ nói phốt phớt ra, nói chút rồi bà con hiểu nhiều rồi. Đó. Cái chỗ này là chỗ mình được hay không là chỗ này nè. Chứ không phải đi chùa lại Phật mà thành Phật đâu, không phải. Đi chùa lại Phật trong đó là mình muốn cầu cái phước thôi. Muốn đi cúng Phật cho có cái phước thôi, chứ không phải thành Phật. Thành Phật tại cái tâm mình, sửa đổi cái tâm mình nè. Thành Phật. Đó. Thành ra thời giờ không có hạn, không có dài, thành ra chỉ chia sẻ phốt phớt. Mong tôi nói hết bà con hiểu nhiều để điều chỉnh cái tâm của mình lại. Đó. Tâm mình điều chỉnh như tâm ông Phật đó. Ông Phật ông dạy sao? Đức Thầy dạy sao? Chứ quy là về y. Chứ quy là về. Về mà về đâu? Về cửa Phật. Phật xưa từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách đấy. Phật tu cách nào đắc đạo dạy ta phải làm theo cách đấy. Thầy cảnh tỉnh dạy dỗ những điều gì chánh đáng ta phải nghe lời. Đó. Làm như vậy đi. Như là Đức Thầy dạy đi thành Phật như ổng thôi. Sở dĩ mình không thành Phật là mình không theo ổng. Thành ra bây giờ xin chia sẻ với bà con, không phải mình tu mà một mình hưởng đâu bà con ơi. Sự thật, bữa nay tôi chia sẻ giờ ở chỗ này để cho bà con mình có, ai chưa có đọc qua cái đoạn kinh này thì chưa hiểu, mà đọc con qua đăng kinh này mới hiểu. Mình tu, cái bản thân mình không gây tội lỗi, không vô tù tội, mà cái tâm của mình được an ổn vui vẻ, lúc nào cũng vui vẻ thoải mái, mà mình sống cái cuộc sống đó mình sống mới lâu. Còn trong mình đó là hay không biết tu rồi làm cái chuyện gì xích với người ta, rồi mình với người ta là cãi lẫy, rồi cái tâm mình luôn lúc nào cũng để cái tâm giận hờn thương ghét chẳng á, cái tâm mình nó nặng nề rồi hay ra sanh bệnh hoạn lắm, mà sanh dịnh bạn rồi mình buồn lo là thuốc gì cũng trị không hết nữa. Nói thiệt, cái tâm mình cho thoải mái á, vui vẻ á, là nó ít có già đó. Mà cái tâm rầu lo khổ sở chừng nào á, con người mình xuống sắc chừng ấy, con người mình sanh ra mau già chừng ấy. Cho nó điều chỉnh cái tâm của mình á, cho nó hài hòa vui vẻ với mọi người, buông bỏ hết, không còn chất chứa một cái giận gì hết. Vậy tại sao ông Phật uống Đức Thầy mình uống lát xít không chết? Cái tâm của thầy mình là không có cái gì mà chất chống được hết trơn á, nó thanh tịnh rồi, trắng ẩn rồi, trong sáng rồi. Ngày uống cái xích cũng không có hại mà được. Còn cái tâm mình còn độc ác thì chuốc độc đem vô, độc với độc rồi nó hợp nó chết. Còn ổng là cái tâm ổng thanh tịnh rồi.
Thành ra cái những mấy cái trượt đó em vô, ổng đâu có vô ổng được. Ổng uống nhưng mà không có vô ổng được, không có hại ổng được. Còn tâm mình trượt chứ trượt ra. Hết. Ác với ác à, gặp nhau thì đúng phe rồi. Ừ. Đó, bởi tôi chia sẵn với thì đó với Quốc Tạo hay chỗ nào đây nè. Nói tại sao là cách nào mà trị dịch Covid-19. Tôi nói ông niệm Phật đi. Ông có gì mà thường ngày hoài đi. Cái tâm ông để nhẹ nhàng, không buồn, không giận, không ghét ganh gì ai hết. Ai làm sai chặn cho ông cũng tỏ lòng thương xót người ta, tha thứ người ta đi. Để cái tâm vắng lặng, thanh tịnh vậy đi, không có dịch gì vô được hết. Chứ thần độ mình rồi không có dịch gì vô được hết. Rồi ông còn chất chứa cái chỗ buồn, thảm, rồi làm hại người ta, rồi làm cho người ta khổ sở. Mà ông sinh sĩ ông kể nè, làm cho thiên hạ đau sầu là gây hậu quả độc sâu cho mình. Làm hại người ta có một thôi, sao mà mình hưởng tới 5, tới 10 lần. Cái quả nó tới mình nó lâu ngày là nó quả nó càng ngày càng nhiều. Nếu làm cho cái gì gia đình ta khổ sở, đau khổ đó, thì sau này mình sẽ hướng cái đau khổ là mình nhiều hơn cấp mấy lần người ta. Đó. Thành ra những cái lời ổng nói ra là mình chia sẻ, mổ xẻ cho bà con. Chứ không phải mà mình thấy người ta vậy, mình ghét ta, mình hại người ta được, mình mừng. Trời ơi, thằng đó không hơn tôi. Nó đâu hôn tôi rồi. Ngon hơn. Đó. Nhưng cái chỗ này đó, thành ra cái chỗ đó đó mình mới khổ đó. Đó. Thành ra bây giờ chia sẻ thêm một khúc này nữa. Không phải mình tu mà một mình hưởng. Mà cái tâm mình tu mình hưởng rồi mà mình còn con, vợ, cha, mẹ mình được hưởng luôn. Đây tôi nói rồi, tôi chứng minh qua những câu giảng. Chứ không phải mình tu à. Giảng xưa nói nè, tu một thở cứu thân vĩnh kiếp, độ được mình còn cứu mẹ cha. Thiền to một chiếc sấm da, tất nhiên chở hết cả nhà xuống đi. Đây là ông chỉ nè, dấu Phật tổ còn ghi rõ lắm, chân chúng sanh cần bám đi theo. Đó, Phật tổ ngày tu ngày Đức Hoàng hậu Ma Gia 7 ngày, sanh nó ra 7 ngày. Là Đức Thầy có gì kể vô giảng nè, Đức Hoàng hậu đến ngày thứ 7, dứt nợ trần nên vợ quy tiên là bà chết, bỏ xác ra bà về tiên. Không phải người ta người thường thường đâu. Nhưng mà khi Đức Phật Thích Ca thành Phật rồi, mà ngài không chịu cho Đức Ma Ha là thành tiên nữa. Ngài lên với cung trời trên á, ngài độ thuyết pháp cho mẹ nghe nè, mẹ thành Phật luôn. Chứ cái tiên mà ổng còn không chịu đó, khi lên trển thuyết pháp cho mẹ là mẹ thành Phật luôn. Thầy đã cứu được mình còn độ mẹ cha, thiền to một chiếc chấm ra, tất nhiên cả chở hết cả nhà xuống đi. Dấu Phật tổ còn ghi rõ lắm, chân chúng sanh đừng bấm, chân chúng sanh cần bấm đi theo. Nhưng mà có cái câu này là thế gian mình ít có làm được lắm, ai làm được là kể như là thành Phật luôn. Muốn tu thì đừng có sợ nghèo, muốn thành Phật thì chớ nên đeo lòng tà. Nhưng mà mình thế gian mình khó làm chuyện này lắm, còn con vợ còn gia đình, thấy không? Còn con cháu còn xa rồi làm sao mà... Cũng phải từ từ, mình tập bớt được chút nào đỡ chút nấy. Chứ mình là triệt để thì không được, nó ngay chúng sanh mà. Mà thời kỳ này á, Đức Phật, Đức Thầy của mình á, bữa đó đó ông Võ Thiện Gia đó, ông là đệ tử của Thầy, quy Đức Thầy tại Hòa Hảo năm 1939. Qua năm 1940 là Pháp nó dời Đức Thầy ra tới Sài Gòn, bây giờ kêu thành phố Hồ Chí Minh đó. Rồi qua năm 40 Đức Thầy ra ngoài thăm, ông Võ Thiện Gia mới ra thăm Đức Thầy ở ngoài thành phố. Mà Sài Gòn đi, nó chuyến Sài Gòn cho nó hợp. Mà Sài Gòn á, thì Đức Thầy thăm Đức Thầy rồi trò chuyện như nói với nghe Đức Thầy thuyết pháp rồi xong. Rồi Đức Thầy mới nói với ông Võ Thiện Gia và tất cùng một số tín đồ ngồi nghe Đức Thầy đó. Ngài mới nói, người tín đồ Phật giáo hảo của tôi cần làm nên 5 điều này không thể thiếu. Cần làm 5 điều không thể thiếu. Nếu người tín đồ Phật giáo hảo phải làm 5 điều này. Một là phải lo làm ăn. Hai là phải lo cúng lại. Ba là phải lo ăn chay giữ giới. Bốn là phải lo làm hiền, làm hiền lành. Năm là phải lo niệm Phật. Cái điều này là căn bản không thể thiếu. Nói người tu không bằng ăn làm sao sống. Gọi đi người ta ngồi đây người ta giúp đỡ mình thì mình cũng chia với người ta. Đó là mình mượn nợ người ta đi buôn đó. Thành ra ngài dạy cho mình lấy vốn nhà mình đi buôn. Đó.
Thì ra là người tín đồ Phật giáo hảo căn theo năm điều của thầy chỉ dạy mình làm đó, tu như vậy đó, chứ không phải tu mà là không mần sao ăn. Không mần thì người ta đem đỡ cho mình ăn, mình cũng chia với người ta chứ, mình cũng thọ cái ân đằng na. Thí dụ mình tu á mà không thành á là mình cũng ăn tội thêm nữa, còn mình thì còn lỗ thêm nữa. Còn cái này mình làm mình sống, mình làm được nhiêu mình hưởng nhiêu, không chia ai hết. Mà có lỡ mình mà mình không ấy gì mình cũng không lỗ. Thành ra cái chỗ này á, tôi xin chia sẻ qua một cái câu của ông là sư giải bán khoai. Ông có nói chỗ này là cho mình biết để nghe, đọc qua cái câu giảng của ông thì quý vị hiểu biết rành rẽ hơn. Ông rồi tới nãy là mất tiêu trời. Ông chỉ cho mình á, cái người tu á là cứu được của quyền thất tổ ông bà. Mới thất thầy để đây mà đâu. Phải à. Ông sư giải bán khoai ổng có nói một đoạn giảng trong sớm cơ của ngài. Ngài có nói về thiên cơ có nói về thời cuộc có nói về là hầm xa sáu bắc có. Và có nói về mình tu để được cứu ông bà mình có. Ở trong chỗ này nó cũng có nhiều ý nghĩa lắm. Như ngài nói nè. Giáp tí cờ cuộc có chưa rồi, bước qua ất sủ khổ thôi nhiều bề. Làm cho nhiều việc tiêu đều, muôn ngàn thiên hạ chính chiều thon giòn. Kẻ thời kiếm mẹ kiếm con, ruộng trâu đã hết chẳng còn món chi. Cửa nhà tan nát vậy thì đất bằng sấm vậy còn gì, trời ơi. Chừng nào đến việc biết đời, bây giờ chưa thấy nói thời chưa tin. Thế trần đâu biết kiên già, chê rằng nói láo mà nghe làm gì. Chừng nào thấy việc gì kỳ, đón đường nó bắt vậy thời mới tin. Chừng đó đón đường nó bắt ra mới tin. Ông Phật thầy nói rồi bây giờ mới có. Thì nó phải mình hồi trước mình nghe lời thầy, mình biết vậy, mình nghe tin lời thầy, lời Phật mình tu quá. Bây giờ mình đâu bị cảnh này thì nó muộn rồi. Bởi vậy thầy có nói để đến việc ăn năn đã muộn. Thế không, thầy nói trước gần hết trơn rồi mà mình không tin thì mình không tu, mình ráng chịu. Tới trên đó thì gian lưng mà chịu thôi. Chứ đón đường nó biết mình tin thì mình hết cái người quay nở rồi. Chừng nào thấy việc gì kỳ, đón đường nó bắt vậy thì thời mới tin. Lại có một mối âm binh, làm đau nhiều chứng trong mình chẳng an. Kẻ thời nát ruột nát gan, người lại nát thịt xương tan chẳng còn. Việc đời càng mòn, nói cho ba tánh muốn còn tu thân. Nó không nói cho mình biết mình đang mình còn sống để mình tu, để mình sau này được thành tiên thành Phật thành thánh gì. Chứ còn mình không nghe thì sau này là cái như là mình tiêu đời luôn, không còn thành gì hết, là tiêu diệt luôn, là đánh đọa lên hồn cho ra bụi đó. Mà đến chia sẻ chỗ này bà con không phớt chút. Bởi vì thầy có nói nè, tới kỳ lập hội sát hồn cũng tiêu. Đó. Mà ông nói nè. Hổ lang ác thú ở muôn bầy, lớp bay lớp chạy sau này đã đoan. Ai mà ăn ở nghìn ngang, đón đường nó bắt sẽ tan xác hồn. Đó. Ăn xác mà cái hồn tiêu luôn. Không còn đào thai lên là người, là thú, là cây cỏ gì nữa hết.
Rồi ông nói thêm hai câu nữa nè, ông dặn lên cái nữa nè: chứ rằng quả phước vô môn, đáo đầu rồi cũng xác hồn tiêu tan. Lặp lại cái nữa đó, nếu không tu là xác hồn tiêu tan, là đánh đọa luôn, hồn ra tro ra bụi luôn, không có còn thành thú vật, thành cây cỏ, thành nước, thành đá, thành bùn gì hết. Đó. Tới thời kỳ lập hội lần chứ bây giờ là chưa tới, tiêu tan là chưa tới, còn đầu thai. Nhưng mà tới chị lập hội là thương quân đó, lúc đó mới tiêu tan tiêu diệt luôn, không còn đầu thai gì hết, đánh đọa linh hồn ra ra bụi luôn. Việc đời càng mòn càng mòn, nói cho ba tánh muốn còn tu thân, ráng mà làm phước làm nhân, ngày sau thì đặng thanh nhàn tâm thân. Cổ quyền thất tổ chẳng, cổ quyền thất tổ ân cần chẳng sai, cầu nguyện lại giấy hôm mai, cầu trời khẩn Phật bằng nay đêm ngày. Ai mà giữ đặng lâu dài, cổ quyền thất tổ đặng lên tòa vàng. Ai mà tu hành ngay thẳng á, lâu ngày vậy đó, là ông bà cũng được, chưa đắc đạo nhưng mà ông bà cũng được, chứ Phật rước lên tòa, khi chết ông Phật cũng rước lên tòa vàng nữa. Đó. Quý báo cái hạnh hưởng của người tu mà Phật trời đấy đãi ngộ như mình như vậy là quá xá hơn đời xưa dữ lắm rồi, là cái đời này có phước duyên gì lắm. Mấy đứa hung dữ ngang tàn, vô thường quý dắt ngục đàn xử cha, hỏi nào cha mẹ ông bà, của quyền thất tổ ở mà nơi đâu, chốn này là Phật thêm mà rầu, mấy đứa hùng ác thì cầm lại đây. Ông nói lại đây mà lại đâu, lại đây là chết rồi, là lại đây là lại giam cầm ở tại địa ngục á, giam cầm ở đó, giam hồn quỷ xuống bắt ở dưới rồi. Thì là ông nói tại đây là tại là cửa ngục dưới á. Nói cho già trẻ đặng hai, ráng mà niệm Phật, Phật sai cứu mình. Ai mà chẳng có lo, đến cần bác loạn Phật đâu cứu mình. Người hiền về chốn Tây Phương, Phật trời xuống phước khỏi nơi chốn này. Nhân hiền đâu mắc tội này, nhân hiền, nhân là người, là hiền là hiền, tức là người hiền đâu mắc tội này. Làm ác thì lại mắc rài nơi đây, thác thời cầm ở ngục này, sống còn dương thế tà ma hại hoài. Tàn gia bại sản bằng nay, lại thêm nhiều chứng hại hoài chẳng thôi. Nhiều chứng là gì? Chứng bệnh đó, đau nhiều chứng bệnh đó. Người điên mà nói chuyện khùng, mặt tình ba tánh có dùng thời nghe. Nó chia sẻ qua một cái khúc giảng của ông Sư Giải Bán Khoai là cũng đầy đủ, thấy không? Nào là mình là bị cái tai nạn, là rồi cái tai nạn mà giặc bệnh đó, dịch bệnh đó, là kẻ thời nát ruột nát gan đó, người thì thịt nát xương căng, xương tan chẳng còn. Rồi lớp là bị là hổ lang ác thú bắt ăn. Rồi lớp thì là mình không có tu thì sau này rớt xuống địa ngục phải cầm cọng ở dưới, phải hành ra cho hết tội rồi mới được tha. Là không biết mấy ngàn năm nói, cái này mình không biết đâu. Đó, thành ra khổ sở không? Rồi người tu thì được á, nếu mà ai mà làm phước lâu bền á, thì ông bà cha mẹ Phật sai rước về, mà rước về Tây Phương. Mình thấy cái hạnh hưởng của người tu cái kiếp này mà được hơn hồi xưa dữ lắm. Thời xưa Đức Phật Thích Ca đắc đạo rồi mới cứu được mẹ, mới lên cõi trời cho nó cứu được mẹ, rồi ông mới xuất pháp độ mẹ về thành Phật luôn, mới cứu giới của quyền tổ ông bà. Còn bây giờ mình giữ được chừng lâu bền gì thì ông bà mình thì được trời rước về Tây Phương. Đó là cái ảnh hưởng hết thế lớn không. Bây giờ thêm chút nữa hay gì? Cũng được.
còn muốn hết thì hết. Thành ra mình được cái ảnh hưởng mà cái kiếp chót này mới được như vậy, chứ không phải là hồi xưa mà được ảnh hưởng như vậy đâu. Nếu hồi xưa mà được ảnh hưởng trời Phật đãi ngộ như vậy đó, là người xưa ta tu thành dữ lắm, mà chỉ có kiếp chót này mới xả cái pháp tu, tu nó thấp lại là mà là tu một mà được 10 đó. Thành ra bây giờ thời kỳ này á, nếu mình chí quyết làm lành tu hành thì kể như là phải được thôi bà con ơi. Sợ mình không có, do nữa cái ý chí mình không có thì mình tu không thành thôi. Mình tu mà còn lợi lạc cho mình, rồi cho ông bà cha mẹ mình, rồi cho xóm chòm xã hội, rồi cho vợ con mình đó. Thành ra nó lợi lạc dữ lắm, chứ không phải tu mà một mình hưởng đâu. Theo phép hồi xưa đó, nếu mà người tu hành rồi đó thì cái tà ma quỷ quái không dám lợi, là cách mấy chục tầng cái số do tầng đó. Cái do tầng là không biết bao nhiêu, mình không biết. Người là tà ma không dám lợi. Thì trong số đó mình ở gần đây là cũng gần người hung ta cũng nhờ cái đó mà ta hưởng cái xoái của mình. Thấy không? Nó ảnh hưởng cả xóm chợ mình được hưởng. Cái tà ma không dám lợi là cách là bao nhiêu do tầng đó. Mà cái do tầng bao nhiêu tôi chưa tra cái vụ đó không? Thành ra mình chỉ nói phớt qua thôi. Thành ra cái ảnh hưởng dữ lắm. Chứ để đến lúc này nè, bà con hối hận cũng không kịp nữa nè. Mà Đức Thầy đã nói, để đến lúc ăn năn chẳng kịp. Là lúc nào? Lúc này nè, mà nhiều cái nạn như vậy lắm, chứ không phải một cái nạn tôi đọc này thôi nghe. Nhưng mà đọc đây á, cho bà con, một cái nạn này rồi bao nhiêu cái nạn khác cũng như vậy nè. Là tới đó là mình hết đường chối cãi, hết đường chống cự, hết đường chạy trọt chỗ nào hết. Đây, ông nói nè. Sắp đến lúc đất trời ầm chuyển, nhân vật thay non biến đổi dời. Hết rồi. Thấy người chết tở bèo trôi, trong nhà quỷ khóc, ngoài trời ma rên. Yêu mà chúng kêu tên kêu họ, kẻ lâm vào bỏ mạng ngay. Cớp vào nhà cổng lấy thay, xấu trường lên lộ mà gấp nhai người đời. Thấy khúc này thấy nói nghe ớn lạnh chưa? Đó, là để tôi chia sẻ với bà con chút này. Tôi biết cái gì tôi chia sẻ nấy, còn câu nào tôi không biết tôi không có chia sẻ. Mà cái nào biết mới dám nói, cái là không biết là không dám chia sẻ, không dám nói. Cái này theo ý tôi biết là chia sẻ. Sắp đến lúc đất trời gầm chuyển. Đất trời gầm chuyển là gì? Là sắp cái đến lúc đó là mây kéo trời u ám. Hen, bầu trời này u ám. Rồi trên trời á thì có tiếng nổ, tiếng sấm chớp liên thình. Là cái màu trời trở lại u tối. Thì cái thời kỳ này, cái thời kỳ của một là năm chèo, hai nữa là nghiệt thú mà cọp beo hùm gấu. Sáu, tới cái lúc đất trời gầm chuyển rồi đó, âm âm y y rồi đó, trời mây đen kéo mù mịt vậy nè, cái thế gian này nó âm tối trở lại. Thì lúc đó là cái lúc thời kỳ của ma quỷ lộng hành đó. Nói gì đây, nhưng mà nhiều vị tín đồ Phật giáo hảo nghe tôi nói vậy không có tin ha. Bây giờ tôi chứng minh qua lời thầy nói là quý vị không tin cũng được, mà tôi đọc qua là giảng của thầy rồi, vì mấy vị tin không tin gì cứ tỉ mấy vị thôi, chứ tôi thì bình thường ha. Nhưng mà muốn nói đây để chia sẻ cho bà con, để mà dẫn trí tôi được tu, để mà tin tấn tôi thêm. Chứ chỗ này là tôi tin á, tin trăm trăm, chứ không có nói tuyệt đối, chứ không phải mà tin 20-30% đâu, tôi tin 100% luôn. Bởi vì thầy có nói nè, sao quỷ dương đi đứng nữa lần, thêm tên tuổi chúng sanh nó biết, làm đủ cách xuống lên tha thiết, ở ngoài đường nó biết tên mình, tin cùng không thì cũng mặc tình, chớ ta lắm công trình giải dỗ. Hồi thở trước Thích Ca Phật Tổ, ngồi tham thiền bị nó ghẹo hoài, mà cũng không rúng động đặng ngày, nên cô quan phá đời mãi mãi. Đó, cái tớp này là tớp quỷ dương. Ma này là ma quỷ dương ở trên trời á, nó có sáu phép lục thông, ngũ thông chứ. Ngũ thông là năm cái phép thần thông thôi, Phật sáu phép, nó năm phép, nó thua Phật chỉ có một phép thôi. Thành ra nó có năm phép thần thông.
Nhưng mà nó ở ngoài đường nó biết tên mình, nó biết tên, biết họ mình luôn. Nó biết mình bao nhiêu tuổi. Kẻ lâm vào thì phải chết ngay là sao? Nó kêu tên ông Nguyễn Văn Ổi, Nguyễn Văn Xài thì ngã ra chết cái bịch liền. Nó vậy đó. Nên là chúng nó kêu tên kêu họ nè. Ai lâm vào mà, ai lâm vào là gì? Là bị kêu tên vào đó. Bị kêu ngay tên đó. Đó. Kẻ lâm vào nè, tất bỏ mạng ngay nè. Kêu họ cái tên mình, cái tờ họ tên mình là ngã ngang là chết. Đó. Mà Đức Thầy cũng nói đó. Ở ngoài đường nó biết tên mình. Tin cùng phong thì cũng mất định. Chứ ta cũng lắm công trì dễ dỗ. Nói cái khúc này mà tôi không thuộc, cái thầy mà không có nói cái thằng đó tôi không dám nói khúc này. Nó cũng nẻ tin đây. Thấy không? Thành ra chứng minh vô lời thầy nữa thì người ta mới tin.